Kiều Trâm và Quang Vũ xin phép được trở lại cùng quý vị trong phần tin đời sống và giải trí. Bản tin đầu tiên cho biết là một người phụ nữ đã nhận lại chiếc nón lính của thân phụ từ thời đệ nhị thế chiến. Thưa quý khán giả, một người phụ nữ ở tiểu bang Alabama, bà Chris Denny đã rất bất ngờ khi cách đây 2 tuần, bà đã nhận lại chiếc nón lính quân đội mà cha bà đã từng sử dụng trong thời kỳ đệ nhị thế chiến ở Pháp qua đường bưu điện. Tức là đã hơn 50 năm sau khi cha bà trở về nhà từ cuộc chiến này, thưa quý vị. Thưa quý khán giả, cha của bà là ông William Luther Abney Jr. đã qua đời vào năm 1997. Một nha sĩ ở tại Paris đã có được chiếc mũ này từ chú của ông và nhận thấy nó có số hiệu của quân nhân Hoa Kỳ ở trên đó. Thông qua sở dữ liệu về các binh sĩ Hoa Kỳ phục vụ tại Pháp trong thời kỳ đệ nhị thế chiến, vị nha sĩ nêu trên đã dần tìm ra được địa chỉ liên lạc của gia đình người lính này để gửi chiếc mũ này trở về với họ. Ông đã từ chối nhận lại tiền cước phí bưu điện vì ông cho rằng nước Pháp cần phải cảm ơn những người như cha của bà Chris Denny. Bà Chris Denny hiện đang có ý muốn tặng lại chiếc nón lính này cho Bảo tàng Thế chiến thứ hai tại New Orleans. Sự xuất hiện của các chú gấu tại Nevada. Xung quanh khu vực Reno ở Nevada đã xảy ra nhiều cuộc đụng độ với gấu. Và gần đây nhất là một con gấu đi lang thang trong Chino đã bị một chiếc xe tông chết. Còn vào đêm qua tại Truckee thì một con gấu đã tự nhốt lại trong một chiếc xe hơi khi nó đang tìm kiếm thức ăn. Sở động vật hoang dã đã muốn ngăn chặn việc gấu lang thang này và họ hiện đang kêu gọi sự giúp đỡ của người dân. Sau 3 đêm thấy gấu xuất hiện thì một gia đình tại Nevada đã phải gọi điện cho sở động vật hoang dã để yêu cầu họ đặt một cái bẫy gấu ở sân sau nhà. Và khi gấu ngửi thấy mùi thực phẩm trong cái bẫy và chui vào bẫy thì cánh cửa sẽ được kích hoạt để sập xuống và khóa lại. Con gấu này sau đó sẽ được gắn thẻ và đưa trở lại thiên nhiên hoang dã xa khu dân cư. Việc nhìn thấy gấu trong khu dân cư vào thời gian này trong năm thì ngày càng nhiều hơn. Vì theo sở động vật hoang dã, thời tiết khô hạn đã làm cho việc kiếm ăn trước khi ngủ đông của chúng trở nên khó khăn hơn. Bản tin nối tiếp cho biết là phi trường San Antonio đã sử dụng những chú chó để giúp cho hành khách được thư giãn. Thưa quý khán giả, phi trường San Antonio ở tiểu bang Texas đang tuyển mộ các chú chó đáng yêu để giúp cho hành khách giảm đi những căng thẳng trong khi mà họ phải xếp hàng dài để chờ đợi làm thủ tục an ninh tại các cổng phi trường. Được xem là những vị đại sứ mới của phi trường, những người bạn bốn chân này nằm trong một chương trình có tên là Pup and Plants, đầu tiên ở tại tiểu bang Texas, là một trong năm chương trình trên khắp toàn cõi Hoa Kỳ. Thưa quý vị, các chú chó này đều là những thiện nguyện viên được đào tạo một cách cẩn thận để không làm điều gì ngoại trừ là việc vẫy đuôi, mang lại nụ cười cho hành khách. Ngoài ra thì chúng phải có các kỹ năng cơ bản như là tuân theo các mệnh lệnh ngồi xuống, nằm xuống, đến đây. Theo như nhiều người, thì những chú chó này giúp cho họ cảm thấy thanh bình hơn ở một nơi có quá nhiều máy móc công nghệ, quá đông đúc, bận rộn và hối hả như ở tại phi trường. Kangaroo xuất hiện tại sân bay ở Úc. Một chú chuột túi đã nhảy ra tại một sân bay của Melbourne sau khi nhảy ra từ cổng bay của hãng bay là Qantas để gây ra náo loạn khiến cho một phần tại sân bay này đã phải bị chậm lại. Các hành khách hết sức kinh ngạc và một số còn tưởng đây là một chương trình giúp vui của hãng Qantas. Theo như camera quan sát ghi lại, thì một chú kangaroo đực đã nhảy ra từ khu vực kiểm soát nội địa, trượt tới và vấp ngã, sau đó đã nấp trong hiệu thuốc vì sợ hãi. Một vài người đã cố gắng để bắt kịp nó và điều này chỉ làm cho nó trở nên sợ hãi hơn. Sau đó thì chú kangaroo này đã được đội tình nguyện động vật hoang dã tại Victoria đến để giải cứu và nó chỉ bị một vài chấn thương tại bàn chân. Bản tin nối tiếp cho biết là ca sĩ Nicki Minaj đã ra mắt dòng thời trang mới ở chuỗi cửa hàng bán lẻ Kmart. Thưa quý khán giả, ca sĩ Nicki Minaj đã bổ sung thêm một điểm nữa trong bản sơ yếu lý lịch giàu có của cô, tức là viết thêm một nghề nghiệp mới là nghề thiết kế thời trang. Cô ca sĩ này đã ra mắt dòng thời trang mới của cô cho nhà bán lẻ Kmart tại Los Angeles vào hôm ngày thứ Ba, ngày 10 tháng 10 hôm qua. Bộ sưu tập thời trang này bao gồm tất cả mọi thứ, từ áo khoác cho đến áo len và áo thun. Ngoài ra còn có rất nhiều các phụ kiện, bao gồm cả mũ đính cường, bông tai, dây chuyền và vòng đeo tay. Ca sĩ Nicki Minaj nói rằng, cô muốn tạo ra một cái gì đó mà người hâm mộ của cô có thể mặc và cảm thấy như họ là một đại diện của cô, ngay cả khi họ không có đủ khả năng để mặc vào những dòng thời trang cao cấp, thưa quý vị. Harry Belafonte đã kiện người thừa kế Martin Luther King. Theo hồ sơ từ tòa án nộp vào thứ Ba ngày 15 tháng 10, thì ca sĩ cùng với nhà hoạt động xã hội Harry Belafonte đã đệ đơn kiện chống lại quyền sở hữu di vật của người thừa kế là Martin Luther King Jr. trong một tranh chấp quyền sở hữu các tài liệu mà theo ông cho biết đã được vợ quá cố của ông để lại cho mình. Các tài liệu trong tranh chấp bao gồm có các bản phác thảo của bài phát biểu, thương vong của cuộc chiến tranh tại Việt Nam
mà Belafonte cho biết ông đã có từ năm 1967. Bài phát biểu Memphis Speech chưa được đọc được tìm thấy trong túi áo khoác của Martin Luther King sau khi ông chết, và thư chia buồn của Tổng thống là Lyndon Johnson gửi cho vợ ông King sau khi ông bị ám sát vào năm 1968. Vụ tranh chấp quyền sở hữu các tài liệu này xảy ra khi người thừa kế là con gái của Martin Luther King là bà Bernice King đã phản đối quyền sở hữu của ca sĩ Belafonte, lúc mà bà đã biết ông mang các tài liệu này đến cho nhà đấu giá Sotheby ở New York thẩm định và rao bán trong năm 2008. Nhà đấu giá Sotheby đã giữ lại các tài liệu từ năm 2008 và ông Belafonte hiện đã yêu cầu chúng được trao trả lại cho ông trong vụ kiện lần này. Bản tin giải trí nối tiếp cho biết là tài tử Robert Redford đã nói về Tổng thống Barack Obama và nạn phân biệt chủng tộc. Thưa quý vị khán giả, nam diễn viên kỳ cựu là Robert Redford đã đóng một vai trò chính trong bộ phim mới được biết đến rất nhiều, đó là All Is Lost, một tiêu đề mà nhiều người cho rằng có thể áp dụng với tình hình hiện nay ở tại Washington. Bộ phim có rất ít lời đối thoại và hầu như chỉ có 3 đến câu đối thoại trong suốt gần 2 giờ đồng hồ, và có thể liên hệ đến bầu không khí chính trị trong thời gian gần đây ở tại Washington. Theo như ông Redford, thì Tổng thống Barack Obama là một người tốt, thông minh và có nhiều sự thông cảm, nhưng ông không có thể hoạt động trong một môi trường chính trị tê liệt như hiện nay. Sự tê liệt có chủ ý này theo như ông Redford là kết quả của một sự phân biệt chủng tộc và sự sợ thay đổi của một nhóm người có suy nghĩ hẹp hòi trong Quốc hội Hoa Kỳ. Những người vốn không muốn ủng hộ cho những điều tốt đẹp mà Tổng thống Barack Obama đã có thể đạt được thông qua các đạo luật của ông, thưa quý vị. Hai đại tài tử là Sylvester Stallone và Arnold Schwarzenegger đã quảng bá phim Escape Plan. Arnold Schwarzenegger và Sylvester Stallone đã hợp tác lần đầu tiên cho vai chính trong bộ phim hành động mới có tên Escape Plan, tức là kế hoạch thoát thân. Họ đã hiện diện trên thảm đỏ tại New York hôm thứ Ba để quảng bá bộ phim này. Trong phim thì Stallone đã đóng vai một kỹ sư cấu trúc xây nhà tù và thử kiểm tra an ninh bằng cách là bị nhốt bên trong tù. Tuy nhiên thì trong công trình mới nhất, ông ta đã bị chụp mũ và cuối cùng đã phải nảy sinh kế hoạch thoát thân cùng với bạn tù do Schwarzenegger thủ vai. Đây là vai diễn thứ tư của tài tử Schwarzenegger kể từ khi mà ông mãn nhiệm chức thống đốc tiểu bang California. Kịch bản được tăng cường thêm màn đấu sức giữa hai người sau 9 vòng phút chót để thêm phần hồi hộp. Ca sĩ nhạc rap là Curtis 50 Cent Jackson đã tham gia dự án trong vai trò là nhà sản xuất của bộ phim. Mặc dù là bộ phim đã được quảng cáo là loại phim hành động nhắm vào nam khán giả, nữ diễn viên là Amy Ryan nói rằng có những khoảnh khắc mà phụ nữ cũng sẽ thích bộ phim. Phim Escape Plan sẽ được chiếu rộng rãi tại Mỹ vào ngày 18 tháng 10. Thưa quý vị, phần tin đời sống và giải trí đã kết thúc phần tin tức news sáng nay. Kiều Trương và Quang Vũ xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi chương trình. Chúng tôi xin trân trọng kính chào. Kính chúc quý vị và gia quyến luôn bình an, hạnh phúc, cũng như có một buổi tối thật đầm ấm bên người thân và gia đình. Chúng tôi xin trân trọng kính chào quý vị.